Rồi ok mọi người nhá, hôm nay cửa hàng xe máy Phương Nam lại tiếp tục lên cho mọi người một siêu phẩm GZ150A mọi người nhá. Đó, mình sẽ đi sơ một vòng ngoài cho mọi người cùng xem này. Nói chung là nội thất chi tiết con này khá là đẹp cho anh chị em nhà mình nhá. Đi tour đi phượt khá là ok mọi người nhá. Đó, như mọi người có thể nhìn thấy này. Đó, nói chung lốp liếc con này còn khá là dày cho anh chị em nhà mình nhá. Đó, hiện rõ đường vân gai luôn nha mọi người nhá. Đi khá là ok luôn, đèn yếc mọi chức năng trên xe hoạt động bình thường cho mọi người nhá. Đó, nước sơn nước xi khá là tốt nha mọi người nhá. Mọi người chỉ cần mua con này về là chạy thôi, khá là ngon luôn, tiết kiệm xăng mọi người nhá. Biển số được mang biển số 37 rồi nha mọi người nhá. 37E1. Đó, 27599 mọi người nhá. Xe khá là đẹp luôn, máy đang nổ, máy thầm thì luôn nha mọi người nhá. Đó, sẽ đi vào phần chi tiết luôn này. Nói chung là nước sơn nước xi trên con xe này còn khá là bóng mới nha. Như mấy cái phần inox này có thể nhìn soi gương được luôn nha mọi người nhá. Đó, cảnh chống đổ, cảnh chống yếc này. Đó, test sơ máy cho mọi người cùng nghe này. Đó, máy khá là phê mọi người nhá. Nói chung thì xe này những cái chỗ nào nước sơn nước xi khá là tốt luôn nha mọi người nhá. Đó, khá là đẹp luôn. Phuộc keo dầu còn khá là bóng bẩy xi nhảy nha mọi người nhá. Đó, đi chợ người là quả bóng đèn siêu chất này. Đi ban đêm khá là sáng anh chị em nhà mình nhá. Đó, coi đèn đều hoạt động bình thường mọi người nhá. Khá là nhạy luôn. Đó, xe khá là đẹp luôn nha anh chị em nhà mình nhá. Đó, con này thì chỉ vài chục củ là mọi người nhận xe rồi nha mọi người nhá. Chỉ vài chục củ thôi nha anh chị em nhà mình nhá. Lên cho anh chị em nhà mình là một cái cảng chống đổ này, ghế tựa lưng này. Đó, lên cho mọi người luôn cả một cái ghi đông này. Đi khá là chất cho mọi người nhá. Nói chung thì con này chỉ vài chục củ thôi mọi người nhá. Đó, anh chị em nhà mình làm một cái thiện chí với mẫu GZ150 này thì cứ để lại cho bên mình một cái comment mọi người nhá. Đó, bên mình thì có hỗ trợ ship xe các tỉnh nha mọi người nhá. Anh chị em nhà mình nào mà ưng ý chiếc này thì cứ để lại bình luận nhé mọi người nhá. Đó, chỉ vài chục củ thôi. Vài chục củ là có GZ rồi nha mọi người nhá. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Cửa hàng mình thì có mua bán trao đổi, có ship xe các tỉnh nha anh chị em nhà mình nhá. Đó, khá là đẹp luôn.